Bóng đá sân 7 hay còn được gọi với cái tên là bóng đá phủi thật sự lớn mạnh trong những năm qua. Rất nhiều các giải đấu được tổ chức kèm theo sự chuyên nghiệp trong cách vận hành cũng như thi đấu của các đội bóng hay các cầu thủ, khiến cho bóng đá phong trào đang có một sức hút rất lớn. Giải bóng đá vô địch thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2021, Hà Nội Serie A là giải đấu tầm cỡ được đăng cai và tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá thành phố Hà Nội, quy tụ 8 đội bóng không chuyên mạnh nhất Hà Nội hiện nay. Thì cái tính chất của các đội bóng này thì lại rất chuyên nghiệp. Họ thành đội bóng rất chuyên nghiệp, có huấn luyện viên, thay mua bán cầu thủ, chuyển nhượng cầu thủ và đặc biệt tập luyện rất là quy củ. Thấy rằng đây là một đối tượng chơi, một giải đấu chơi mà tính chuyên môn rất là cao. Thì trách nhiệm của Liên đoàn bóng đá Hà Nội là đơn vị tổ chức chuyên môn cho họ phải thu gom lại và tổ chức lại một giải quy mô và làm sao thu hút được nhiều đội bóng có mong muốn được thành lập đội bóng mang tính chuyên nghiệp như vậy ở sân chơi này. Đối với giải đấu này thì chúng tôi rất mở rộng về cái và vận động viên tham gia, tức là vận động viên có thể là không giới hạn là bất kể cái hạng đấu nào, mà nếu được đăng ký vào trong từ câu lạc bộ một thì chúng tôi đều cho tham gia cả để thúc đẩy cái phong trào chung, chứ không có hạn chế là vận động viên là phải thi đấu giải quốc gia từ năm nào thì không được tham gia, thì chúng tôi không làm cái việc đó nữa. Và chúng ta rất mở rộng kể cả cầu thủ ngoại nếu có, các đội nếu có thì chúng tôi cũng mạnh dạn mời tham gia vào để thúc đẩy phong trào chung. Hướng tới một sân chơi chuyên nghiệp cho tất cả các đội bóng không chuyên, Hà Nội Serie A 2021 hứa hẹn sẽ là một giải đấu nâng tầm cho bóng đá phong trào ở Hà Nội hiện nay. Đầu tiên là để mà nói khi mà có càng nhiều giải đấu chuyên nghiệp thì cái hệ thống phong trào càng ngày càng phát triển. Thì cũng là rất tốt cho mọi người đang các cầu thủ và nghiệp dư có thể được cọ sát vào những giải đấu chuyên nghiệp hơn. Thì được Liên đoàn bóng đá Hà Nội tổ chức thì cũng có một cái rất là tốt để làm sao có một cái chính thống. Giải đấu này nó cũng là tạo điều kiện cho những cái cầu thủ mà chưa thể hiện được ở sân chuyên nghiệp thì cũng thể hiện tốt. Nếu mà thể hiện tốt thì sau này cái giải đấu nó đi lên thì sẽ có được các nhà chuyên môn để ý tới và các đội bóng chuyên nghiệp sẽ để ý tới. Sau buổi lễ bốc thăm vào chiều ngày 23 tháng 3 tại Hà Nội, giải bóng đá vô địch thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2021, Hà Nội Serie A sẽ chính thức diễn ra vào thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 3 tháng 4 năm 2021 đến ngày 22 tháng 5 năm 2021. Các đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt và đội vô địch là đội có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng. Vietcontent vinh dự là đối tác truyền thông của giải đấu, góp phần nâng tầm bóng đá không chuyên tại Hà Nội hiện nay.